E40. Welcome. Boys in the Hood. 1, 2, 3, 4. Đêm vắng lại là một đêm vắng, có xe cảnh ra ngoài kia để mà kiếm thêm một ngon. Hôm nay mẹ và cha của con chắc trong lòng người lo lắng. Đâu phải cảnh mềm thì sao mà về lo cho đàn con. Biết đâu khi nào ngã áo xuống áo vẫn lo thân mình để mà lo cho đàn con, để mà lo cho đàn con. Không xa bay núi, không xa bay núi. Ghé mẹ bắt cá trong buồn chảy ra, trong buồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Công 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 xa bay núi, công xa bay núi. Ghé mẹ bắt cá trong buồn chảy ra, trong buồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Mau lớn nhanh đến cho mẹ già có mau tập bay mà ba cả về đây để thay mẹ bay kiếm can về tay. Trong bàn đêm thấy con chẳng may cá còn chưa thấy đang ngắt lọc cánh cây. Mắt mẹ có kém nên mẹ trò thay đến khi nào mà có bay trăng trên cao vút. Có đêm mưa nên mẹ có thức chờ cho đến khi nào mà mưa rút. Mẹ cha có bảo đến cái lúc nhờ. Nói xong mẹ cha lao vu lên mặt trời để tìm nỡ cá và cũng đã quá là may. Cá bơi nhiều trông khá là hay, hôm nay bắt cá đua sái cả tay. Bao đêm có trắng đã mất bao đêm lo lắng. Bao sâu ruộng vắng chắc còn đang cương cắn. Ngâm đắng thấy có dầm mưa chịu nắng vậy thì có nên ngày nhớ ơn về trên và xin hãy nhớ đừng quên công cha mày. Công cha bay núi, kia mẹ bắt cá trong buồn chảy ra, trong buồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Mẹ vẫn mong được về với con ơi. Ơi con ơi con ơi con, bắt cá ở dưới ao sâu, có sâu đông rồi cho tôi mong con ơi. Màn đêm trôi qua không quá nửa trong một đêm trăng. Sao nửa đêm mà có mẹ còn chưa về, là một con ngóng chờ đêm trông. Trong bụng đói mà lại không ngừng lo lắng, có cảm giác đau quặn bên trong. Còn đứng dậy gói giang ra đôi cánh, để được mình bay lượn bay từ cửa phủ. Bay là bay la, bay tìm mẹ tìm cha. Bay ra cánh đồng, có mới thấy mẹ gần bờ sông. Nằm trong bụi rậm, có lẽ mẹ gặp nạn mà rơi. Để bắt cá mà cho nhầm nơi vướng canh mềm lông. Trong buồn chảy ra một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Công 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 biết đâu khi nào ngã áo xuống áo vẫn lao thân mình để mà lo cho đàn con, để mà lo cho đàn con. Công 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 cha bay núi, công cha bay núi. Nghĩa mẹ bắt cá trong buồn chảy ra, trong buồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ trong lòng kính cha, trong lòng kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là có ngoan, mới là có ngoan. Mới là có ngoan. Và đó là hai đoạn. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, ráp hay bùng nổ. Bây giờ mình bàn một tí về cái chủ đề mà em chọn. Hình như đến với chương trình này ít nhất em phải trên hai tác phẩm về cha rồi. Dạ vâng. Cách em ôm bố em thì cũng cảm thấy là hai cha con có gì đó rất là thân nhau. Dạ vâng. Em chọn chủ đề thì cũng muốn sum out cho bố em về những điều vất vả mà bố em đã từng làm và để dành điều tốt đẹp cho em ạ. Ừ. Mấy bạn nam á khó nói chuyện với bố lắm. Nội cái chuyện mà cả hai mùa chú đều có mặt ở đây để ủng hộ con mình đủ để chúng ta thấy là người bố rất là tuyệt vời ạ. Dạ yeah, đúng rồi ạ. Anh muốn biết là bố em đã làm gì cho em mà anh thấy là cái tình cảm và cái cách giao tiếp của em với bố rất là kháng khích. Tại vì là sau khi Rainbow 1 thì em có những sự thành công nhất định, cho nên là em nhìn thấy sự tự hào trong mắt của bố em. Và em cảm thấy rất vui và hạnh phúc về điều đấy. Đôi khi nó chỉ đến từ những cái ánh mắt lặng thầm của người bố thôi. Xin mời Big, em nghĩ sao về bài thi vừa rồi?
Em rất là thích cái chủ đề mà bạn ấy khai thác. Bạn ấy lấy cái hình ảnh con cò mà đi kiếm ăn để lo cho gia đình. Đó là một cái hình ảnh rất là đẹp, nó rất là Việt Nam. Mặc dù cái câu chuyện rất là nghiêm túc nhưng mà em vẫn có những cái cách kể chuyện có cái sự thú vị của Hydra ở trong đấy. Nhưng mà anh cảm giác là âm nhạc bị một chút ồn ào so với cái chủ đề và cái câu chuyện mà em đang kể. Còn lại anh thấy mọi thứ đang rất là tốt. B-Ray. Dạ vâng, thưa anh Thành, em rất là trong ngóng cái màn biểu diễn này. Tại vì một storytelling là một trong những cái sở trường của em. Và Hydra cũng là một storytelling rất là hay. Với cái lượng trình diễn này thì Hydra vẫn làm tốt. Nhưng mà nếu như mà để so với những Hydra trước, với một cái câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng, nhân văn như thế này, thì mình đang bị phân tâm với cái beat. Quá nhiều thứ nó đang xảy ra, cho nên là rất là khó để có thể tập trung vào được cái câu chuyện mà bạn đang kể. Ừ, có nghĩa là cái câu chuyện và cái không gian âm nhạc nó đang đấu nhau. Dạ vâng ạ. Còn anh Thái thì anh thấy sao anh? I think he did good. Anh biết tánh của Hydra sao, he thinks a lot, suy nghĩ nhiều á. So I know coming on sân khấu này is very hard already. And the way you rap is really fast and a lot of energy, so hey, I respect what you do, bro, and I think, you know, he's a real artist. Like, he really wants to perfect it, you know? So, you know, the beat is different, but, you know, you still did your thing, you know? Good job. Thank you. Cảm ơn anh Thái. Anh cũng hiểu cái cách mà em chọn. Không nhất thiết mình cứ kể về bố mẹ hay là một cái chủ đề nhân văn thì mình phải lựa một cái con beat nó êm đềm. Nhưng mà cái mình cần làm là cho hai cái năng lượng đó nó hòa vào nhau hơn chút thì anh nghĩ là nó hợp lý hơn. Hydra thì cái phần hook bài này thì em làm tốt vì nó có đủ cái độ punch và đủ chủ đề của bài vào. Tuy nhiên đặt ở cái beat này thì anh nghĩ là em nên đổi cái flow của mình. Vì với một cái beat mạnh như này thì nó cần những cái từ nó giật hơn. Ví dụ chicken then take a pick another day thì em sẽ có cái điểm nhấn hơn của flow mình trong beat này. Rồi, cảm ơn anh. Su muốn nói gì em? Dạ, rõ ràng em thấy đây là một cái trường hợp thử nghiệm, cũng là một cái bước liều lĩnh của Andre. Yes, cái beat thì nó rất là gangster. Mình không chỉ tả là bố tôi đã dành nhiều thời gian cống hiến cho gia đình của tôi như thế nào, thì ngược lại với cái thái độ của cái beat như vậy, yeah, thì nó là tôi tự hào về bố tôi gì đó, yeah, gì đó, gì đó. Nên như là sự đương đầu hơn. Big. Chị nghĩ là em cũng muốn thử nhiều thứ. Rất hoan nghênh tinh thần đó của em ngày hôm nay. Đồng ý. À, anh họa sĩ, anh thấy sao anh họa sĩ? Dạ, đối với em thì Hydra là một người thích nghi rất là nhanh. Dù bạn ở bất cứ đội nào thì bạn cũng sẽ học cái phong cách tất cả các đội đó để có thể triển khai mọi thứ rất tốt trên sân khấu. Bạn là một người mau chóng hòa nhập nhưng mà không dễ hòa tan. Có một điều anh muốn nói với em là như thế này. Khi mà em vào một đội với những huấn luyện viên họ có những cái màu riêng như vậy, thì cái mình cần làm đó là sự hy sinh. Sự hy sinh ở đây là gì? Đó là những cái thế mạnh của mình, và mình bắt đầu dành thời gian để tập lại những cái mới, để trau chuốt nó, đưa lên sân khấu một cách hiệu quả nhất. Thì ngay những lúc đó họ sẽ thấy được sự bứt phá của em rất rõ ràng. Cái điểm mạnh của em, có bao giờ em tự hỏi nó là gì không? Đó là sự thú vị. Và cái người ta muốn nghe người nghệ sĩ nói đó chính là những cái họ không nhìn ra được, nhưng em nhìn ra được. Và họ muốn em kể một cách trau chuốt. Thì cái bài này với cái tempo này, phải chi em làm nó chậm và chắc lọc, gãy gọn hơn, thì anh nghĩ nó sẽ nằm lại ở đầu khán giả nhiều hơn. Nhưng đối với anh nó vẫn là một bài hay. Dạ, anh cảm thấy ạ. Chúng ta mỗi ngày sẽ có thêm một bài học. Và anh vẫn luôn luôn thấy rằng một cái người thú vị như em sẽ luôn luôn có được những cái điều bất ngờ dành cho người khác. Chỉ quan trọng là em sử dụng, em nêm nếm cái gia vị như thế nào để cái món ăn em tuyệt vời thôi. Dạ vâng. Cảm ơn Hydra. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hydra. Cảm ơn mọi người ạ. Rap Việt mùa 3 20 giờ thứ 7 trên V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.